Song chẳng thể biết được phước đức của loài hữu tình do đồng lòng tùy hỷ sanh ra này. Trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu các hữu tình đối với các Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến được thành Phật chẳng thể sanh tâm tùy hỷ đối với công đức căn lành của vị ấy, hoặc chẳng nghe chẳng biết về công đức tùy hỷ của người kia, thì nên biết những người như thế đều đã bị ma khống chế, bị ma mê hoặc, là bạn bè của ma, từ cõi thiên ma chết rồi sanh đến nơi này. Vì sao? Vì nếu các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát đắc bất thối chuyển, đạt đến địa vị cứu cánh, lại có người có thể đối với người kia phát sanh tâm tùy hỷ, thì nhất định có thể phá hoại được quyến thuộc của chúng ma, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu các hữu tình hết lòng kính mến Phật Pháp Tăng Bảo, bất kỳ ở chỗ nào cũng thường muốn thấy Phật, nghe Pháp, gặp Tăng, thì đối với công đức căn lành của các Bồ Tát càng nên tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề, chẳng sanh chấp trước. Nếu có thể thường được như thế thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phá dẹp chúng ma, lợi ích an vui cho hữu tình. Khi ấy Phật bảo trời đế thích: đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, nếu các hữu tình nào đối với công đức căn lành của các Bồ Tát hết lòng tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề thì mau có thể viên mãn các hạnh Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các hữu tình nào đối với công đức căn lành của các Bồ Tát hết lòng tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề thì các hữu tình này đầy đủ thế lực lớn, thường có thể phụng thờ chư Phật Thế Tôn, biết rõ nghĩa lý của kinh điển sâu xa, bất kỳ sanh ở chỗ nào tất cả thế gian đều cung kính cúng dường, chẳng thấy sắc xấu, chẳng nghe tiếng không hay, chẳng ngửi mùi hôi, chẳng nếm vị dở, chẳng xúc chạm ô nhiễm, chẳng tư duy pháp ác, chẳng thấy nẻo ác, sanh trong trời người thường nhận sự vui thù thắng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các hữu tình này có thể đối với vô lượng công đức của Bồ Tát hết lòng tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề, căn lành tăng trưởng, mau có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích an vui cho vô lượng vô số hữu tình, làm cho trụ cảnh giới vô dư bát niết bàn. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với công đức căn lành của các Bồ Tát đều nên tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề, làm lợi ích an vui cho vô biên các loài hữu tình. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, tâm đã như huyễn thì làm sao Bồ Tát có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo thiện hiện: ý ông thế nào, ông thấy có tâm như huyễn chăng? Thiện hiện: thưa bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện: ý ông thế nào, ông thấy có huyễn chăng? Thiện hiện: thưa bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện: ý ông thế nào, nếu chẳng thấy huyễn, chẳng thấy tâm như huyễn, hoặc cái không thấy huyễn, không thấy tâm như huyễn, ông thấy có tâm như thế thì có thể đắc Bồ Đề chăng? Thiện hiện: thưa bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện: ý ông thế nào, nếu lìa chỗ huyễn, lìa tâm như huyễn, ông thấy có pháp như thế, có thể đắc Bồ Đề chăng? Thiện hiện: thưa bạch Thế Tôn, không. Con hoàn toàn chẳng thấy ngay nơi pháp lìa tâm có những pháp nào, hoặc có hoặc không, vì tất cả pháp hoàn toàn đi, nên chẳng thể trình bày là có hay là không. Nếu pháp chẳng thể trình bày là có hay là không thì chẳng thể nói có thể đắc Bồ Đề, chẳng phải pháp không sở hữu có thể đắc Bồ Đề. Do đó bát nhã ba la mật đa này cũng hoàn toàn ly, nên chẳng nên tu tập hay lìa bỏ, cũng không nên có sự phát sanh quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng hoàn toàn ly, thì làm sao có thể nói các chúng Bồ Tát y vào bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể chứng Bồ Đề? Thế nên bát nhã ba la mật đa đúng ra chẳng thể nói có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì pháp ly không thể đắc được pháp ly vậy. Phật bảo thiện hiện: lành thay, đúng như vậy, đúng như vậy. Bát nhã ba la mật đa sâu xa đều hoàn toàn ly vô thượng Bồ Đề. Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa hoàn toàn ly nên đắc vô thượng Bồ Đề hoàn toàn ly. Nếu bát nhã ba la mật đa chẳng phải hoàn toàn ly thì chẳng phải đúng là bát nhã ba la mật đa. Thế nên này thiện hiện, chẳng phải chẳng y chỉ bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đắc đại Bồ Đề. Tuy chẳng phải pháp ly có thể đắc pháp ly nhưng đắc Bồ Đề. Chẳng phải chẳng nương tựa bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đắc đại Bồ Đề. Thế nên Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nên siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hết quyển thứ 564.